Hướng dẫn cách làm nho ngâm đường để lên men thành rượu. Nho mua về rửa sạch để ráo nước. Sau đó lên nhặt quả nho đã cuốn bỏ đi. Hủ thủy tinh là hủ thủy tinh là rửa sạch rau khô hết cái cuốn này là thì khi mà nó thành rượu rồi thì nó sẽ ngon, nó không có bị chát. Ký nho thì ta phải cả là 3 lạng đường, cứ 1 ký nho là 3 lạng đường. Cái hũ này là 3 ký nho, ta bỏ 1 ký đường. Sau khi ta bỏ đường xong lên trộn đều lên. Mình bóp cho quả nho cho nó nát thôi. Nho thì ta gỡ cuốn bỏ vào hũ thì bắt đầu ta bóp luôn, bóp quả nho ra luôn, bóp nát cái quả nho ra luôn cho nó mau luôn, nó lên men nó đều hơn, nó ngấm đường nó nhanh lên men.
đường vào, một lớp nho một lớp đường trộn lên. Nho mình bóp nát ra rồi bắt đầu cho đường vô nha. Cho đường vô. Cho đường vô trộn đều lên. Kín lại để trong vòng 2 tháng là bắt đầu nó lên men tốt rồi. Sau khi nó lên men ta cứ để hoài vậy cho đến khi sử dụng, cho đến 5 năm cũng còn sử dụng được. Mỗi lần đau bụng uống rất là tốt, uống sẽ hết đau bụng luôn.